Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ năm ngày 7 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã họp phiên thứ nhất cho ý kiến vào quy chế làm việc và chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Phó Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Theo quyết định số 594 ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc làm trưởng ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban gồm đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ban chỉ đạo hoạt động theo quy định số 67 ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã cho ý kiến cụ thể vào quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban chỉ đạo. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ quy định số 67 của Ban Bí thư, từng thành viên Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách, bổ sung cập nhật và quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, đảm bảo sát với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan lưu ý, trong quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo, để Ban chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động, vừa đảm bảo tính nghiêm minh, vừa đảm bảo ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mỗi địa phương. Về dự kiến chương trình công tác của Ban chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cần tập trung vào các lĩnh vực dư luận và nhân dân quan tâm, đẩy nhanh tiến độ các vụ việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo. Cùng với đó, các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở nhiệm vụ được phân công cần tập trung xây dựng chương trình công tác, bám sát, nắm chắc địa bàn, lĩnh vực phụ trách, thường xuyên báo cáo với Ban chỉ đạo để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định về bảo vệ người tố cáo, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030, quy định và hướng dẫn thực hiện quy định số 69 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, những lĩnh vực, địa bàn,
vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Vũ Trí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát. Một số vụ việc được dư luận quan tâm đã được chỉ đạo kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm theo đúng phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 304 tổ chức đảng và 214 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 154 tổ chức đảng và 193 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 5 cuộc kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra bao quát toàn diện các lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch và phát triển đô thị, thực hiện quy chế làm việc, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm khắc đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Trong đó, quyết định thi hành kỷ luật một tổ chức và 3 đảng viên bằng hình thức cách chức đối với một đồng chí tỉnh ủy viên, giám đốc sở, khai trừ đảng đối với 2 đồng chí phó giám đốc sở. Cùng với việc xem xét thi hành kỷ luật đảng, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo chính quyền xử lý nghiêm những sai phạm của cán bộ, công chức theo thẩm quyền quản lý, đảm bảo sự thống nhất giữa kỷ luật của đảng và kỷ luật hành chính của nhà nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022 để triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp phối hợp trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đặc biệt là khi giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận nhân dân quan tâm. Chủ động nắm tình hình dư luận, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, đồng thời làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, thể hiện sự nghiêm minh của kỷ luật đảng. Sáng nay, Hội nông dân tỉnh tổ chức hội thi nhà nông đua tài tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 5 năm 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 5 có sự tham gia của 9 đội thi đại diện cho hội nông dân 9 huyện thành phố trong tỉnh. Các đội phải trải qua 4 phần thi gồm lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông, so tài nhà nông. Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 5 năm 2022 là một hội thi bổ ích, là nơi để cho những hội viên hội nông dân có thể giao lưu học hỏi các kiến thức về nông nghiệp cũng như có cơ hội để giao lưu học hỏi với nhau về những cái kỹ năng mềm khác. Các đoàn hội thi đến từ các huyện đã có một thời gian chuẩn bị khá là dài, và chính cái thời gian chuẩn bị này cũng là cái thời gian mà để cho các hội viên hội nông dân có thể gắn kết với nhau. Đối với cấp huyện là chúng tôi tổ chức đầu tháng 6 là tất cả 20 xã trên 20 xã đã tham gia thực hiện. Nhìn chung là thông qua cuộc thi là chúng tôi thấy rằng cũng có rất nhiều cái bổ ích đối với hội viên hội nông dân, để cho các hội viên hội nông dân có kinh nghiệm trong quá trình làm ăn phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh dịch vụ để nâng cao đời sống thu nhập trên địa bàn. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự khéo léo, tài năng, sáng tạo của hội viên nông dân, nhất là những nội dung, thông điệp mà các đội truyền tải trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác hội và phong trào nông dân, kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, hợp tác và hội nhập quốc tế, xây dựng nông thôn mới,
nông thôn kiểu mẫu, nông dân văn minh, hiện đại. Cùng với đó là các hoạt động của hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội tham gia. Hội nông dân huyện Yên Lạc đã xuất sắc vượt qua các đội thi để đạt giải nhất hội thi nhà nông đua tài tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 5 năm 2022. Thông qua hội thi, hội nông dân tỉnh sẽ lựa chọn những hội viên nông dân xuất sắc toàn diện để tham gia hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, gần 14.000 thí sinh của Vĩnh Phúc tại 26 điểm thi, 599 phòng thi đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trước khi các thí sinh bước vào phòng thi, trong đầu giờ sáng nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh, đã đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đồng Đậu, huyện Yên Lạc. Đây là một trong 3 điểm thi của huyện Yên Lạc với 25 phòng thi, 584 thí sinh. Trong đó có 359 thí sinh khối trung học phổ thông và 225 thí sinh khối giáo dục thường xuyên. Trong buổi thi đầu tiên, điểm thi Trường Trung học phổ thông Đồng Đậu không có cán bộ coi thi và thí sinh thuộc diện F0, F1, không phải sử dụng phòng thi dự phòng. Các thí sinh bình tĩnh, tự tin bước vào môn thi đầu tiên. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình các điểm thi trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi, đại diện điểm thi báo cáo về công tác tổ chức coi thi và các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đồng Đậu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của thí sinh qua 12 năm học và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Do vậy, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các điểm thi tập trung tổ chức tốt kỳ thi, đảm bảo an toàn, đúng quy chế, tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi. Các cán bộ coi thi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời không tạo ra những áp lực cho thí sinh để các em bình tĩnh, tự tin, giành kết quả cao nhất tại kỳ thi. Hôm nay, các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Các phóng viên thời sự đã có mặt từ sáng sớm để phản ánh không khí tại các điểm thi. Hôm nay, gần 14.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Vui tươi, hồi hộp, lo lắng hay là đầy quyết tâm, tâm trạng nào thì cũng có thể dễ dàng nhận thấy trên gương mặt của các bạn thí sinh ngay lúc này. Và sau một chuỗi ngày ôn thi nắng nóng thì thời tiết mát mẻ trong ngày hôm nay có lẽ cũng góp phần ủng hộ các bạn thí sinh để có được một kết quả thi thật tốt. Điểm thi Trung học Phổ thông Bình Xuyên có 594 thí sinh đăng ký dự thi. Có mặt đông đủ từ khá sớm để làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi bước ngoặt. Nhiều em cùng chung một tâm lý lo lắng và hồi hộp. Trước khi vào phòng thi em cảm thấy rất là hồi hộp. Rất là kiểu cũng lo lắng, không biết là mình có làm được bài hay không. Cũng ở nhà bố mẹ cũng khích lệ tinh thần là đi phải làm được bài, làm hết. Mấy mặt dưới làm thi cũng được. Nên là cũng... cố gắng, cũng không để bố mẹ phải lo thất vọng. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các ngành liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi. Cùng với đó, quy chế thi đã được quán triệt từ trước ngày thi, nên trong buổi thi sáng hôm nay, công tác coi thi, làm thi, phục vụ tại điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ hai cái phòng thi dự phòng cho thí sinh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là diện F0. Tuy nhiên rất vui mừng là đến thời điểm này thì không có thí sinh nào mà thuộc diện F0 phải sử dụng đến cái phòng thi dự phòng đó. Và tại điểm thi Trung học phổ thông Bình Xuyên năm nay, ở môn thi ngữ văn đầu tiên, thì kỳ thi hiện tại là diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Sau 120 phút với bài thi môn ngữ văn, bước ra khỏi phòng thi, nhiều gương mặt rạng rỡ có cùng cảm xúc với điểm chung là làm được bài. Đề thi năm nay được các em đánh giá là sát với chương trình, đề thi minh họa và vừa sức. Đề thi năm nay khá sát với chương trình bọn em được học và em mong là em sẽ được điểm cao trong kỳ thi lần này. Em thấy là đề thi năm nay khá là vừa sức ạ, và em thì làm được hết và em mong sẽ được điểm cao trong kỳ thi này.
Sau bài thi đầu tiên buổi sáng với môn ngữ văn, đúng 14 giờ 30 phút chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với môn toán. Sau 90 phút làm bài, các thí sinh đánh giá đề thi môn toán năm nay khá phù hợp, kiến thức nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12, cấu trúc đề thi bám sát đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sự phân hóa rõ rệt ở một số câu. Đề năm nay thì cấu trúc từ câu 1 đến câu 40 ạ, thì có giống với cấu trúc đề minh họa là có sự nhận biết, còn từ 40 đến 50 em thấy sự phân hóa cao. Đối với học sinh như em thì em đã làm cố gắng hết sức rồi, em mong kết quả không phụ mình. Đề toán năm nay từ 1 đến 35 thì khá là cơ bản, từ trong nếu mà mình học chắc trong sách giáo khoa thì có thể làm được tuyệt đối. Chỉ có mình nếu mà ôn kiểu không kỹ thì có thể nhầm lẫn một đôi chỗ thôi. Còn từ cấp 40 đổ đi thì độ phân giải học sinh khá là cao để phân biệt học sinh với đại học và đỗ tốt nghiệp. Để đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi, ngay từ sáng sớm, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, phân công bố trí lực lượng phân làn giao thông, kiểm tra hướng dẫn, tránh để phụ huynh chờ đợi, tập trung đông người ngoài điểm thi. Tại các điểm thi, ngay từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn ứ. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn tạo điều kiện cho các thí sinh tới điểm thi và phụ huynh đưa đón, chờ con em tại các điểm thi. Ngoài đảm bảo phân luồng an toàn giao thông, lực lượng công an bảo vệ vòng trong tại các điểm thi cũng thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, đúng quy chế. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi thứ nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đối với môn ngữ văn, toàn tỉnh có 13.746 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 13.691 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 99,6%, có 55 thí sinh vắng mặt, trong đó miễn thi 27 thí sinh, 3 thí sinh ốm, 2 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, 22 thí sinh vắng mặt không lý do, 1 thí sinh diện F0 được đặc cách do cách ly y tế tại nhà. Đối với môn toán, có 13.779 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 13.724 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 99,6%. Có 55 thí sinh vắng mặt, trong đó miễn thi 27 thí sinh, 1 thí sinh diện F0 được đặc cách do cách ly y tế tại nhà, 3 thí sinh ốm, 2 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, vắng mặt không lý do 22 thí sinh. Trong ngày thi đầu tiên, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Ngày mai, các thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Buổi sáng, các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên với thời gian làm bài là 150 phút và bài thi tổ hợp khoa học xã hội thời gian làm bài là 150 phút. Buổi chiều, các thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Thay mặt những người làm chương trình, xin chúc các thí sinh tiếp tục bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, triển khai thực hiện và nhân rộng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Đặc biệt, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đến nay toàn tỉnh đã ký văn bản thỏa thuận huy động nguồn lực xét duyệt hỗ trợ và đang triển khai xây dựng gần 200 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà tạm, nhà dột nát và 13 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10,41 tỷ đồng. Sau tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cơ chế chính sách định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân, chú trọng các cuộc đối thoại theo chuyên đề,
nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung một đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 4.200 cuộc thanh tra hành chính, gần 78.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, trong đó đã thực hiện thanh tra chuyên đề về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Quá trình thanh tra phát hiện kiến nghị, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu ngành thanh tra tiếp tục đoàn kết thực hiện hiệu quả chương trình công tác của Chính phủ theo tinh thần đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển, chủ động khắc phục hạn chế, làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, đổi mới phương pháp chỉ đạo, phương thức hoạt động, rút ngắn thời gian thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong toàn ngành, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Sáng nay, Khối thi đua Văn hóa Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã làm tốt vai trò trách nhiệm với khối thi đua trong việc triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch, đăng ký và ký kết giao ước thi đua, tham dự hội nghị của khối và thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, đúng thời gian. 9 trên 9 đơn vị đã triển khai các phong trào thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, các đơn vị luôn bám sát các văn bản, kế hoạch chỉ đạo về triển khai công tác thi đua khen thưởng như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở và đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.